Trình độ quản trị là trình độ hoạch định, trình độ quản trị là trình độ tổ chức, trình độ quản trị là trình độ lãnh đạo, và trình độ quản trị là trình độ kiểm tra. Bây giờ là thiết kế tổ chức. Vậy thì mở bài cho cái chuyện này thì các bạn hình dung này, khởi động của chúng ta là chính quản trị. 70% là số khiêm tốn nhất của VCCI. Nó tổng kết nhưng số liệu này tôi không tin, bởi vì trong thực tế nó cao hơn nhiều. 70% doanh nghiệp Việt Nam chết vì trình độ quản trị. Và Đảng nhận định rồi thì tôi nói lại thôi, chứ tôi không nói trái đường lối của Đảng. Thế bây giờ quản trị thì nó tiếp cận với nhiều cách lắm. Bản chất của quản trị, nếu mà tiếp cận theo bản chất, đó là anh phải tìm bằng được cái trị giá lõi của anh, cái mà anh mạnh hơn người ta rất nhiều. Nếu mà quản trị mà nhìn ở góc độ hành động thì nó là các cái thủ đoạn. Và các bạn đừng nhìn chữ thủ đoạn cũng như chữ đối tượng. Đối tượng là tập hợp người, chứ không phải đối tượng kẻ cắp mới gọi là đối tượng. Nếu dùng ở thủ đoạn thì nó là tổng các thủ đoạn để đạt mục tiêu. Vậy quản trị là gì? Quản trị là đạt mục tiêu trên nguồn lực thông qua thủ đoạn. Thì bản chất của hành vi quản trị nó gồm 4 yếu tố sau này. Thứ nhất là hoạch định. Trong hoạch định thì nó có chiến lược, dưới chiến lược thì nó ra kế hoạch dài, dưới kế hoạch dài thì nó ra kế hoạch từng năm, tức là kế hoạch hành động. Thế bây giờ dưới hoạch định thì là hoạt động tổ chức, là cái bài hôm nay chúng ta học. Mày có chiến lược à? Mày biết đường đi chưa? Mày có kế hoạch để mày vạch đường đi chưa? Xong đó mày ra được chính sách, tổng cái đó thì nó tạo nên khái niệm hoạch định. Thế tổ chức xong, trong tổ chức thì nó có từng cơ cấu, có nhân sự để làm. Vậy thì phải có người chỉ huy cho nó làm chứ. Cho nên nó là lãnh đạo. Cho nên cái nhà quản trị nó giữ hệ thống gồm 4 thành tố. Còn nhà lãnh đạo thì bao giờ nó chỉ quan tâm đến nhân sự. Cho nên nhân sự nó nằm ở trong cái khái niệm lãnh đạo. Cho nên lãnh đạo là nó gắn với nhân sự vì nó ảnh hưởng đến nhân sự. Còn nhà quản trị nó quan tâm đến cả máy, cả móc, cả toàn bộ vận hành tất tật tật. Nó giữ cho hệ thống chạy. Cho nên làm quản trị không khó đâu, công việc thì nhiều, nhưng mà cứ gìn quy định mà làm. Cho nên ở Việt Nam nó đang bị hiện tượng thừa nhà quản trị mà thiếu nghiêm trọng nhà lãnh đạo. Các bạn ạ. Và công ty các bạn cũng vậy. Bạn có một thằng trưởng phòng nhân sự, cứ làm cái gì nó mang quy định cho nó làm. Thì tôi nói thật các anh chị, lớp 2 nó cũng làm được. Bởi vì nó quản trị cho cái hệ thống nó chạy. Còn lãnh đạo là chuyên gia chạy ra ngoài vùng biên, sáng tạo, hướng tới tương lai, chứ không giữ cái tổ chức cho nó chạy trong hiện tại. Chuyên gia đẩy và giải quyết những tình huống hoàn toàn ngoại lệ, nó mới cần người lãnh đạo xuất sắc. Bây giờ nó biến động một cái, nó cần cái thằng dám nghĩ, cần thằng dám làm, tịt 100%, xong đổ lỗi ra đây là em sợ bị bắt. Nếu mà mày làm y xì quy định thì mày chỉ là hệ thống quản trị. Cho nên nó mới cần lãnh đạo thì đừng có nhầm. Xong cuối cùng con người nó sẽ trở thành con người, còn không thì mày thua ngay. Đó là hoạt động kiểm tra. Nhưng mà trước khi nó thiếu cái này thì nó thiếu cái trình độ tổ chức. Với trình độ tổ chức thế này thì ăn cắp quá dễ, trốn việc quá dễ. Với trình độ kiểm tra này thì nó càng núng đỡ để tận dụng cái tổ chức hở này. Hỏng hết cả 4 khâu. Các bạn chỉ điều chỉnh một tí thôi. 1. Chống ăn cắp. 2. Đẩy không cho thằng nào rảnh trong 8 tiếng. Bạn có tin rằng lãi của bạn, nguồn lực không thay đổi mà lãi không thôi. Cho nên tôi mới dí vào mặt cái thằng kia.
Như vậy trình độ quản trị là trình độ hoạch định, trình độ quản trị là trình độ tổ chức, trình độ quản trị là trình độ lãnh đạo, và trình độ quản trị là trình độ kiểm tra. Cho nên các bạn à, cái công ty các bạn cả bốn mặt trận lại làm gì, ở nhà các bạn làm gì, và các bạn quản trị bản thân, bốn quản trị bản thân tức là bốn cái này: mày lãnh đạo chính mày, mày tổ chức cuộc sống của mày, mày vẽ đường đi của mày, mày kiểm tra được mày, mày phải nhờ người khác kiểm tra mày. Đấy là quản trị thằng mình. Thì quản trị quốc gia nó vậy. Vậy thì tôi dạy cách trị hết về quản trị à? Nhưng mà chương trình chuyên sâu á, thì chúng ta phải té từng mặt cái gì, và chúng ta sẽ có một cái bài về quản trị nội bộ trước khi người ta kiểm tra mình. Bên này đoàn thanh niên nó kẹp vào cổ, bên này công đoàn một mũi dùi nó kẹp vào cổ, bên này thằng lãnh đạo nó dội từ trên xuống, nếu mày đảng viên bên này nó thúc vào bên này, đấy là nội bộ nhé. Và bên này kiểm toán nội bộ nó thúc bên này, mà nó chơi sát bắn từng ngày. Tao đố thằng lính cửa, vì mày cửa bên này thì bên này nó đâm, bên này đâm, nó chơi mày cứng lắm. Mày cửa nữa không thì bố cái cổng kiểm nó cứ siết dần, nó siết cho mày đứng ngay. Các bạn không hề tung các đòn, các đòn cổng kiểm. Các bạn đã biến công đoàn, đoàn thanh niên, công đoàn của Ba Lan, các bạn ạ, nó lật đổ chính quyền luôn. Những cọc kiềm đầy sức mạnh như vậy, đằng này đi giải quyết mâu thuẫn, công đoàn giải quyết mày, mâu thuẫn đoàn thanh niên giải quyết, cuối cùng mới đến tao. Cho nên là không biết quản trị, đời chỉ có mạt thôi. Vậy thì thằng con nó sinh chuyện, ra mẹ mày giải quyết, không giải quyết được mà đến tao. Cấp quản trị về kiểm tra phải rất có nghề mới được, thì bạn mới giữ được cái chữ thiêng của thằng bố. Bắt buộc phải làm được bốn cái việc đó. Mày phải vẽ được đường đi, mày phải tổ chức để thực hiện đường đi đó, mày phải nói được mày và thằng đồng hành, đấy là lãnh đạo. Và cuối cùng đã thức đêm thì phải thức chiến miên, nhưng ai kiểm tra nó? Ai kiểm tra? Tao gửi ra đâu, vì tao là người tự trọng. Bây giờ mày thích thì mày nói là thằng Ánh 2 giờ đấy, nó thành thương hiệu. Thì đấy là hoạt động kiểm tra. Buông kiểm tra, con người thành con vật ngay lập tức. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải lần lượt. Trường Doanh Nhân PR.